Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 4 Đại Hà Kinh Hàng, hồi 1. Nhìn về phương Bắc. Chuyến thuyền cuối năm, nhìn về phương Bắc, tiếng người chèo thuyền từ xa vọng đến, du du dương dương, tựa như ca sướng. Đây là trạm thứ ba, Đại vận Hà Bắc Kinh Hàng Châu, Phà Dương Châu. Chuyến thuyền cuối năm sắp ra khơi ngày mai là đêm giao thừa, du khách về quê đều đã rời đi, người chèo thuyền hét lên liên tục, lại không có mấy khách nhân tới, nhìn không khí quạnh quẽ, nghĩ đến chiếc thuyền này sẽ không có nhiều người ngồi. Đêm nay sắc thật lạnh vô cùng, người chèo thuyền lười biếng canh giữ bến đỏ, tuyết trắng khuấy lên từng đợt sương mù lạnh lẽo, trôi nổi trên sông, lạnh đến mũi hắn phát ngứa, đang muốn hát hơi, lại nghe thấy vài tiếng sau lưng, có người đã hát hơi trước ghẽ khịt mũi người chèo thuyền lập tức ngoái mũi xì mạnh nước mũi ra ngoài quay đầu lại nhìn nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp duyên dáng mặc áo choàng đứng lặng bên bờ lại chính là nàng vừa hắt xì si. gió lạnh không ngừng thổi mỹ nữ lấy khăn tay lau mũi ho khan ngươi thuyền này của ngươi có đi sơn đông không người chèo thuyền thấy trên tay nàng cầm một quyển hậu thư cũng không mang theo hành lý trông không giống người chưa từng đi thuyền nên không khỏi hơi ngạc nhiên, thuyền đến từ châu mới rừng, cách tế ninh cũng không xa, thế nào? Cô cũng là muốn lên thuyền. Mỹ nữ mặt phấn đông lạnh đến đỏ bừng, nghe được lời này chợt ngẩng đầu lên, khẽ mở miệng, nhẹ giọng nói, hát. Trong phương ngữ sơn đông, uống nước được gọi là ha thủy, nghĩ đến này mỹ nữ khát nước, oanh để yên sất, mũi môi anh đào, người chèo thuyền thấy nàng môi đỏ hé mở, trông lại thật sự động lòng người vô cùng, hắn trong lòng không khỏi vừa động, cười nói, ha ha. Cô là người Sơn Đông phải không? Người chèo thuyền đang muốn tới gần, bỗng nghe mỹ nữ lại hát hơi một tiếng. Hát xì, hát xì, hát xì, hát xì, hát xì. Sấm sét đánh liên tiếp năm phát, quả nhiên đổ mưa, người vô phân xấu đẹp, tuổi chẳng phân biệt lão ấu, chỉ cần cảm mạo, nhất định sẽ sổ mũi mỹ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hồng hào, từ dung tú lệ, lại treo hai hàng nước mũi, trông lại thật thực sự không ngờ. Mỹ nữ giơ khăn tay xì mũi, thở hồn hển, khàn giọng nói, ta lên thuyền tìm cái bằng hữu, ngươi. Ngươi lát nếu thấy người bán mì tới, chạy nhanh thông báo một tiếng. Người chèo thuyền ngạc nhiên nói, người bán mì, mỹ nữ không có sức nói nhiều, chỉ từ trong lòng ném ra bạc vụn, thưởng cho người chèo thuyền kia người nọ giơ tay chụp lấy, trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng đáp tả, lại thấy mỹ nữ ngẩng đầu, lại lần nữa hát hơi một tiếng, người chèo thuyền biến sắc, sợ bị nhiễm cảm mạo, liền vội vàng rời đi. Mỹ nữ giơ khăn tay lên che mũi, cảm mạo đến thập phần lợi hại, quả nhiên là thiếu các chủ quỳnh phương tới. Người luyện võ thân cường thể tráng, bình thường không sinh bệnh, nhưng nàng đi chân trần náo loạn phòng ma ban đêm, chạng vạng lại chỉ mặc lớp áo trong đuổi theo Lưu Vân, đối nghịch lại thân thể mình, sức có đến đâu cũng không đủ, rốt cuộc bị cảm màu. Tuyết rơi dày đặc khắp trời, rơi xuống khắp sông lớn, trông lại có vài phần ý thơ. Quỳnh Phương cầm cuốn kỷ phổ nhân vật trong tay, ba bước lại hắt hơi một cái, cứ năm bước lại dùng mình, chỉ có thể co rúm trong góc thuyền, chờ đợi tên quỷ chán ghét đó tới. Đêm qua vì hắn cảm mạo, tối nay vì hắn hối hả? Hắn thật đúng là tên hỗn đàn. Trong chốc lát nếu gặp được người đó, nếu tôi không đứng trước mặt hắn hát hơi 10 cái, đôi tay dâng trả cảm mạo, sẽ thật khó buông hận trong lòng. Hắn sẽ đến, nghĩ đến vẻ mặt u sầu đó, Quỳnh Phương đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đại tụ ngàn trưởng, lá dụng về cội, tể lỗ xuất thân môn đồ khổng ra chỉ cần đại nạn không chết, tất sẽ nghĩ cách trở lại cố hương mà bến đỏ Dương Châu này cũng là con đường ngắn nhất để về nhà. Vì sao phải tìm hắn? Quỳnh Phương bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra trăm lý do mà không cần suy nghĩ. Tử Vân Hiên thiếu một tổng giáo đầu võ công, ra thiếu môn sinh trạng nguyên, chính mình còn thiếu một đại bảo tiêu, ngay cả dĩnh siêu cũng thiếu một đối tượng để bàn luận kiếm pháp, dù phải trả giá hay bất kỳ thủ đoạn nào, chính mình muốn gặp hắn, kéo hắn về Bắc Kinh. Chán nóng như lửa đốt, Quỳnh Phương đáng thương ôm cây đợi thỏ, con thỏ chưa thấy được, chính mình sợ sẽ ngất xỉu. Trong lúc mơ mơ màng màng, trước mắt xuất hiện ảo ảnh, dường như đại thủy quái đang đang nói lớn trong bài giảng ở Tử Vân Hiên, ra ở bên mỉm cười giơ món tay cái, Dĩnh Siêu cũng đầy mặt bội phục, chính mình nhảy lên lưng đại thủy quái, để hắn cõng đi. Tất cả đều ở đó. Quỳnh Phương cúi đầu ảo tưởng, khóe miệng nở một nụ cười ngốc nghếch dường như mình lại trở thành một tiểu hài nhi vô ưu vô lo. Mắt sáng nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng mỉm cười, tối nay nàng thân xuyên áo choàng, che đi bộ nam trang nho sinh. Tối nay nàng tựa như hoàng hậu cô cô của mình, làn da trắng hồng, nụ cười thanh tú, đôi môi đỏ mọc anh đào câu hồn nhiếp phách, khiến người ta muốn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên cắn, muốn đặt một nụ hôn thật sâu. Cô nương, cô nương, sau lưng truyền đến tiếng la quỳnh phương lại hồn nhiên không nhận ra nàng ngày thường người trước người sau tả một tiếng ra đài hữu một tiếng công tử từ. chưa từng có ai gọi nàng cô nương huống chi lúc này mơ mơ màng màng sao có thể nghe được cô nương sau lưng lại lần nữa vang lên tiếng gọi đầu bị vỗ nhẹ một cái quỳnh phương khẽ mở to mắt đại hỷ nói lư vân người đã tới vội vàng quay đầu lại một công tử đứng trước mặt, tóc hắn trải chuốt đến sang bóng, trên người mùi hương nồng nặc, nào có phải là kẻ bán mì nghèo kiết hủ lậu. Lại là một vị giàu có tới. Quỳnh Phương hát hơi, liếc nhìn người nọ, lạnh lùng nói. Tay nào đánh ta? Đưa ra, đang muốn chặt đứt móng vuốt, lại thấy công tử kia nhe răng cười. Ân cần nói, cô nương, nàng đang đợi người sao? Quỳnh Phương khẽ kêu một tiếng, xoa xoa mũi đỏ, gật đầu nói, đúng vậy ngươi làm sao biết được công tử kia cười nói ta thấy cô nương cầm khăn tay nghẹn ngào một mình trên thuyền rơi lệ vừa nhìn liền biết nàng đang đợi người quỳnh phương cúi đầu nhìn xuống quả thấy chính mình đang cầm một chiếc khăn tay trông có chút giống như đang khóc nàng xì mũi nói suy suy chính là lăn tốt nhất là mau lăn cút đi nam tử nghe nàng khẩu khí nghiêm túc lại cũng không vội rời đi hắn trên dưới đánh giá Quỳnh Phương, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng nói, cô nương, nàng, nàng trông giống hệt một người. Ba thủ đoạn giả quen biết, đầu tiên chính là gương mặt rất quen thuộc, trên đường đột nhiên gặp mỹ nữ, nếu không tựa mẹ, thì cũng giống bà, Quỳnh Phương nghe vậy không khỏi bật cười, thầm nghĩ, hóa ra là đến bắt chuyện gặp phải ta. Ngày trước nếu gặp phải nam tử nhàm chán, trước tiên phải vượt qua cửa ải của phó nguyên ảnh, kiếm khách lâu năm chỉ cần tới ho nhẹ hai tiếng cố ý hoặc vô tình lộ ra trường kiếm bên hông người tới kinh hãi tất sẽ chạy vắt giò lên cổ nếu có tô dĩnh siêu ở bên với tướng mạo tuấn nhã của hắn càng sẽ không có người dám bước tới không ngờ tối nay lại ở một mình lại gặp phải nam tử nhàm chán thực sự là ngoài ý muốn quỳnh phương cả đời chưa cho nam nhân đến gần trong lòng có chút tò mò không khỏi mỉm cười trông ta quen quen, giống tổ tông của ngươi sao? Người nọ nghe mỹ nữ ăn nói thô lỗ, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng, vội vàng nói, không phải vậy, không phải vậy, cô nương tuổi trẻ mạo mỹ, ra lại là một bà lão 60 tuổi, nửa điểm không giống, nửa điểm không giống. Quỳnh Phương biểu môi, hậm hực nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng gặp được tôn tử, thật là chán ghét. Đang muốn quay đầu rời đi, chợt thấy công tử kia hốc mắt ướt hồng, nức nở nói, cô nương, chờ một chút, người lớn lên rất giống. Rất giống nội, nội, Quỳnh Phương nghe hắn muốn nói lại thôi, không khỏi thắc mắc, nội cái gì. Ở đây tác giả dùng từ nội nhân đây là từ cũ được dùng để nói về vợ mình với người khác. Công tử dưng dưng nói, vợ ta 10 năm trước mắt, ta vừa nhìn thấy cô nương nhận ra cô giống hệt nàng ấy, không thể rời mắt được. Lão bà của đối phương đã chết, Quỳnh Phương tự cũng giàu dĩ, Ôn nhu liền nói, thì ra là thế, gia huynh rất nhớ nàng ấy phải không? Mỹ nữ ánh mắt mềm mại, liên thanh tới hỏi, công tử kia trong lòng tự cũng sinh ra hy vọng vô cùng, nghẹn ngào liền nói, đúng vậy, có thơ làm chứng. Lập tức ngâm nói, mười năm sinh tử cách đôi đường, không suy nghĩ, lại khó quên, ngàn dặm cô phần khôn xiết nỗi thê lương. Người này công lực cao thâm, lại biết sử dụng chiêu giang thành tử do đông pha tạo ra quả nhiên đánh biến đại giang nam bắc mọi việc đều thuận lợi mắt thấy quỳnh phương ai thán không ngừng liền lấy hết can đảm duỗi tay đặt lên vai ngọc tiếp tục ngâm đêm rồi mơ trở lại cố hương cửa sổ mái hiên nhỏ chính là còn chưa tới kịp điểm trăng sau lưng chịu một lực mạnh mẽ cả người liền bay ra mép thuyền có tiếng nước bắn tung tóe trên sông xuất hiện hai móng vuốt thú đang bồng bềnh trôi xuôi phập phồng lên xuống đúng lúc cũng đến câu nhìn nhau không nói gì chỉ có lệ ngàn dòng, một bên người chèo thuyền nghe được âm thanh như thế, đều thất kinh hỏi, sao lại thế này? Tại sao hắn lại ngâm mình trong nước nước mắt ngàn dòng? Quỳnh Phương mặt mang thương hại, sâu kín nói, vị công tử này tưởng niệm vong thê, hắn đi tìm lão bà. Những người chèo thuyền n cả kinh nói, tìm lão bà. Tìm được trong nước sao? Quỳnh Phương thở dài, không còn cách nào khác. U minh lạc lối, âm dương dị lộ, ta không đành lòng nhìn hắn thương tâm, đành phải tiễn hắn một đoạn đường. nói móc ra súng kíp, nhìn các lữ nhân và những người chèo thuyền thở dài. trong các ngươi còn có ai có lão bà đã chết, cùng nhau đi lên đi. mọi người trên đường kết bạn đồng hành cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. những người chèo thuyền dưới sự kinh hãi, tất nhiên là lập tức giải tán. mắt thấy móng vuốt thú được người ta vớt lên, tự đi đến bên bờ hong khô lông thú. quỳnh phương nhắm mắt lại lặng lẽ thở dài, Lưu Vân. Nếu người không đến, ta sẽ tức giận. Gió lạnh thổi qua, thật sự đầu đau muốn nứt ra, chỉ có một vài khách nhân đến và đi trên thuyền, lại không nhìn thấy thân ảnh kia. Khi đang chán nản, đột nhiên có ai đó chạm vào mông. Chết dưới hoa mẫu đơn, quỷ phong lưu thật nhiều. Quỳnh Phương cả giận nói, lớn mật. Ai lại có lão bà đã chết, trong cơn giận dữ, đánh vào khuỷu tay trái về sau, thân hình xoay chuyển, đấm một cách giận dữ, cho dù trước mắt chính là Lưu Vân, rằng đầy miệng thu cũng khó giữ được. Khó khăn lắm đánh trúng một con quỷ suối quẩy, đột nhiên cô nắm tay lại, đột nhiên nàng dừng nắm tay, ngơ ngác nhìn cỗ kiệu trước mặt. Thân tàu rung chuyển nhẹ, bên người không có người khinh bạc nàng, chỉ có đại kiệu tám người khiêng trên thuyền. Cỗ kiệu này nhìn rất huy nghi, phía trên có chạm khắc hoa màu đỏ, đỉnh mạ vàng đồng, đặc biệt là những chiếc đèn lồng treo cao ở bốn góc, chiếu đỏ ứng một góc thuyền, trông lại cực kỳ bắt mắt. Khó được khách quý tới cửa, bác lái đỏ sớm đã đầy mặt tươi cười, đôi tay thỏi vàng, mỉm cười chỉ huy người chèo thuyền dọn dương hành lý lên thuyền. Quỳnh Phương thầm kinh ngạc, người này phô trương như vậy, là thân vương đi tuần sao? Lúc ấy pháp chế nghiêm ngặt, thông thường chi châu chi huyện đi tuần, nhiều lắm chỉ là hai người bước đi, không đến tam phẩm trở lên, không được ngồi trên kiệu bốn người khiêng, với sự vô trương này, bên trong kiệu nếu không phải quận vương phi tần, thì cũng là tôn tước cực phẩm, tam công tam cô. Chỉ là nói cũng kỳ quái, đương triều tam công chỉ có một thiếu phó đào hiền tổ. Lão nhân này đã qua tuổi 90, bồng lộc 10 vạn thạch, sống đến lão, con cháu phụng như bài vị tổ tiên, há có thể để ông ấy rời kinh lại nhìn đến các quận vương thiên hạ có đất phong, ai lại dám tự tiện đến Dương Châu. Quỳnh Phương biết rõ các nhân vật Bắc Kinh, nhưng lại không đoán ra được thân phận của người ngồi trong kiệu, nhất thời âm thầm bối rối, người ngồi trong kiệu là ai? Chẳng lẽ có phi tử tự mình nam hạ sao? Nghĩ đi nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía những kiệu phu, thấy những người này đầu quấn vải bố trắng, thân xuyên áo bảo trắng, nàng trong lòng nghĩ thầm, người dị tộc. Sao có thể như vậy? Dương Châu buôn bán thịnh vượng, tuy có thương nhân đại thực, ba tư, thiên trúc tụ tập ở đây, nhưng người ngoại tộc ngồi kiệu dạo phú, không khỏi quá mức rêu dao Nàng xoa xoa mắt, thầm nghĩ, quái, kiệu này rốt cuộc của ai, nhất định phải tra rõ ràng. Lúc này hoa kiệu sớm đã dừng trên đầu thuyền, nhưng chủ nhân không có ý định rời khỏi kiệu, có thể mơ hồ nhìn thấy một người ngồi sau tấm rèm lờ mờ không thấy diện mạo. Vài tên kiệu phu xuống lại, đầu tiên đặt gác chân xuống, sau đó đốt chậu than bên cạnh kiệu, thêm lửa sưởi ấm. Các tọa giá đều tuân theo nghi thức cổ xưa, không sai chút nào, lúc này lại khiến Quỳnh Phương đã hiểu môn đạo, không khỏi trong lòng kinh hãi, người hoàng tộc. Muốn biết sĩ phu giáo dưỡng cao thấp, không cần giáp mặt xem cách nói năng, chỉ đơn thuần nhìn nghi thức, dư phục, xa giá ba người. Liền biết manh mối tháng trước sư tỷ Quyên Nhi đi tuần dạo phố, lúc ấy Quỳnh Phương thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy đô đốc phu nhân rất phô trương, đông đảo binh mã mở đường, nhưng chủ sự thiếu học vấn, dẫn đến bá tánh chỉ trò cười nhạo, không thấy nửa điểm uy nghiêm. Trái lại cỗ kiệu này cực kỳ trầm liễm, không cần khua chiêng gõ trống, ca xanh vũ nhạc, chỉ cần một vài sắp xếp nhỏ là có thể thể hiện được uy nghi hơn người, nếu mà dùng học vấn để nói không biết cao hơn Diễm Đình gấp mấy trăm lần. Quỳnh Phương nhìn đến không hiểu ra sao, trong lòng liền nghĩ, hóa ra là vương công dị tộc vương công, khó trách ta không biết. Trong chốc lát thỉnh Chiết Nhĩ Đan tới xem, Chiết Nhĩ Đan xuất thân mông cổ phương Bắc, kiệu phu lại mặc quần áo Tây Hồi, trông lại giống người đột quyết, chỉ là Quỳnh Phương thân là thiên tri kiêu nữ của Thượng Quốc Trung Hoa, mặc kế hắn là Đông Di Tây Nhung, hay Nam Man Bắc Di nhất phải nhìn xem thế nào. Lời nói tiếng mông cổ của chết nhĩ đan có hợp lý hay không, trong lúc choáng váng đầu phát sốt nào có thừa lựa suy nghĩ nhiều. Bất kể hắn là ai, Quỳnh Phương tối nay chỉ vì Lưu Vân mà đến, chỉ cần đại thủy quái không trốn ở bên trong kiểu, thì là chuyện không liên quan đến nàng. Lắc đầu, bỏ qua chuyện này, tập trung chờ đợi người khác. Tuyết ngày càng dày đặc, sương lạnh dâng lên trên sông, nếu tuyết lại rơi, nói không chừng giao thông đường thủy có thể bị cắt, chuyến thuyền này có thể không đi được. Quỳnh Phương giơ tay lên, phả ra hơi ấm, hát mong phong tuyết lớn hơn nữa, nếu Lưu Vân bị mắc kẹt ở Dương Châu sẽ càng dễ tìm người hơn. Đang chờ đợi, chợt nghe tiếng chuông chùa thiên ninh vang lên, bác lái đỏ dẫn theo mấy người từ phía sau đi ra, cởi dây, kéo neo, ác lái đỏ trên dưới điểm qua đầu người, lần này thuyền sẽ nhổ neo bất cứ lúc nào. Mắt thấy Lưu Vân chậm chạp không tới, Quỳnh Phương tự biết một chuyến tay không, bản thân cũng đang phát sốt nặng, mất bình tĩnh nên vội vàng xuống thuyền, về nhà ngủ một giấc rồi tính tiếp. Vừa định bước lên đầu thuyền, chợt nghe bờ bên kia một tiếng hô to, chậm đã. Những bông tuyết đang bay, sương mù dày đặc phiêu đãng, bóng người trong sương mù mờ mịt, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đến. Lưu Vân, tìm Quỳnh Phương đập thình thịch lòng tràn đầy chờ mong liền tránh ra một bước muốn cho người tới lên thuyền sương mù dày đặc tan ra một nam tử đi đến trước mặt chỉ thấy người này bên hông mang theo thiết tì bà vẻ mặt cau có lông mày cụp xuống đôi mắt già nua nào có phải là lư vân lại là một con quạ đen bay tới thế đảo không tĩnh mỹ nam tử tất cả đều không thấy lại chỉ có quạ đen nơi nơi bay múa quỳnh phương chừng mắt nhìn tặc quạ đen tâm trạng buồn bực, đang định xuống thuyền, lại thấy nam tử quạ đen đang đứng thẳng ở đầu thuyền, chặn đường của mình. Đầu thuyền nhỏ hẹp nên nếu hai người đi cùng nhau phải kê sát gần nhau, mặc cho người ta ăn bậy đậu hù. Quỳnh Phương vất vả gần như cả đêm, cả mạo đau đầu kiêm thêm tâm tình không tốt, vừa thấy chó giữ chặn đường, nhất thời cả giận nói, tránh ra. Quỳnh Phương tính tình không nhỏ, ác hình ác trạng, nói chuyện tự cũng không vừa đang chờ đối phương nhường đường nào biết người này thật sự lớn mật tay để hai bên rồi đứng thẳng dường như nếu không ăn được đậu hũ tuyệt không thôi quỳnh phương thở dài trong lòng thầm nghĩ người này tám phần cũng có lão bà chết không nói được sớm chút giúp hắn phu thê đoàn viên đi đang muốn một chân đá người nọ xuống nước chợt vào lúc này người nọ xong ủng khép lại bang mà một tiếng vang lớn chuyển đến giơ tỉ bà lên cao quá đầu người nọ bỏ tỳ bà xuống dường như muốn tấu nhạc quỳnh phương thấy người này hình thù kỳ quái không khỏi khẽ sửng sốt nói ngươi muốn làm gì bỗng nghe tì bà tuôn ra một tiếng quái vang chói tai khiến quỳnh phương lấy tay bịt tai thét to a a, -a, -a, -a. tì bà leng keng vốn nên dễ nghe du dương nhưng sao nó lại có thể phát ra âm thanh thê lương bậc này dùng năm ngón tay tiếng đàn giống như đao nhọn dao ma lại như miếng sắt mài nồi khiến người ta đau răng dựng tóc gáy khó nghe đến tột đỉnh quỳnh phương nhìn không được ầm ĩ thét chói tai đừng chơi nữa đừng chơi nữa người nọ không chút nào để ý tới tiếp tục đàn tấu ma âm xuyên não kích động màng nhĩ quỳnh phương đã ngã ngồi xuống khách trên thuyền cũng đều ngồi xuống bịt tai mắt thấy tiếng kêu than dậy trời đất người nọ lại không có ý thu tay quỳnh phương sắc mặt trắng bệch run dày lấy ra một vật, nghĩ ngợi nói, muốn so lớn tiếng, người thắng được ta sao? Nói đến vật có thể bảo vang nhất thiên địa, không gì hơn bảo bối trong tay, đây là pháp khí hộ thân của Quỳnh Gia, tay cầm nạm chữ vàng, trên giang dưới sung, không cần phải nói, đây là di vật của Thái Sư, cũng là súng lục song phát thiên hạ độc nhất vô nhị. Khuyên quân nhường đường càng sớm càng tốt, đừng trở thành một xác chết vô danh, Quỳnh Phương lừa giận tận trời đang muốn rút súng bắn lên trời. Bỗng nhiên tiếng đàn đột nhiên dừng lại, người nọ dường như hiểu được sức mạnh của khẩu súng, không gầy tì bà nữa. Quỳnh Phương hỏa khí tăng vọt, mặc kệ người này có ý đồ gì, đang muốn buộc hắn nhảy xuống nước, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng pháo vang, đi theo lưỡng đạo hồng quang bốc cháy lên, thiêu đến bến đỏ bầu trời đêm một mảnh đỏ sậm. Mọi người trên thuyền nhìn thấy dị trạng, đều bàn tán không ngừng. Quỳnh Phương cũng lòng tràn đầy kinh ngạc, còn không kịp hỏi chuyện, liền nghe trên bờ vang lên tiếng trầm thấp thở dốc, từ xa đến gần, có thứ gì đó trong sương mù dày đặc muốn lên thuyền. Tìm Quỳnh Phương đập mạnh, đang muốn thối lui về phía sau, bỗng nghe một tiếng trầm vang, như có vật nặng nào đó trèo lên thuyền, ép tới tấm ván gỗ chịu lực biến dạng. Các tấm ván của con thuyền được nối với mạn thuyền và bờ để hành khách đi lên xuống, mắt thấy chịu lực quá nặng tấm ván gỗ uốn cong, trông thật giống như một con voi đang lao tới. Những người thuyền kinh nghi bất định, đều đứng dậy nhìn, đột nhiên trên thuyền có tiếng va chạm, thuyền lớn lắc lư không ngừng khiến thuyền nghiêng sang mạn phải, bác lái đỏ cả kinh nói, thuyền sắp lật, mọi người nhanh sang bên kia. Mau, 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 người chèo thuyền và khách nhân đều đã chạy hết, toàn bộ đến bên kia mép thuyền, thủy thủ thậm chí đã thả chiếc neo lớn xuống, bận rộn sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng ngừng lắc lư. Việc lạ theo nhau mà đến, nhưng trong sương mù dày đặc không thể nhìn thấy gì, bác lái đỏ vừa kinh vừa giận, chửi ầm lên, con mẹ nó hỗn đàn. Là tên vương bát đàn nào bò lên thuyền của lão tử. Cút xuống cho ta, hắn xông lên phía trước, đang muốn quát mắng, nào biết lại lùi lại một bước, những người chèo thuyền sợ lão bản gặp nguy hiểm, liền cầm gậy chạy tới. Quỳnh Phương sợ bọn họ bị đánh, đang muốn đi theo, chợt thấy mọi người cùng quay lại trở về, cùng kêu lên thét chói tai, cản thi tương Tây. Cản thi tương Tây Cản thi là một loại cổ thuật của tộc Miêu, thuộc vào văn hóa thầy Mo, cũng có chút liên quan với Mao Sơn Thuật, từ thời nhà Thanh đã lưu truyền rộng rãi lời đồn về người cản thi ở tương Tây. Nghĩa là người cản thi dùng bí thuật để mang thi thể người tha hương trở về quê cũ, cho bọn họ yên nghỉ tại quê nhà mình. Quỳnh Phương rất ngạc nhiên, nàng cũng từng nghe về cản thi, nghe đồn đạo sĩ Tương Tây đã luyện pháp lực, có thể khiến xác của những người chết ở nơi đất khách quê người nhảy lên và tự mình trở về quê cũ. Vốn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, không nghĩ thực sự có việc này, nghĩ đến cảnh tượng thây ma nhảy múa xung quanh, tuy rằng sợ hãi nhưng cũng rất tò mò, ngược lại đi về phía trước vài bước. Quỳnh Phương tránh ở trong đám người nhìn kỹ hơn chỉ thấy trên đầu tuyến có một tấm vải đen lớn, âm trầm gắn vào đầu thuyền. Giống như có một chiếc quan tài thật lớn được che ở bên dưới. Khó trách sẽ làm tâm sinh sợ hãi. Nàng liếc qua chợt nhìn thấy sáu nam tử ngồi cạnh quan tài, đều cúi mặt, cứng đờ như xác chết, sợ tới mức nàng lớn tiếng thét chói tai. Cường thi đã đến, Quỳnh Phương cuộc đời nhất sợ quỷ, đang muốn bước nhanh trốn rời thuyền, bất ngờ một bàn tay to chặn trước mặt mình phẫn nổ quát. Dừng lại, tỷ bà nam tử ngạo nghễ dơ trường, cảnh cáo mọi người, trông lại uy phong lẫm lẫm. Quỳnh Phương hoàng sợ phải lùi lại. Bác lái đỏ sắc mặt thảm đảm, xem tối nay gặp vài người cản thi, không khỏi cõng một chiếc thuyền đầy ma về nhà, vội vàng kêu lên, lão huynh, thuyền này của ta đi sơn đông, không phải hồ nam, các ngươi có thể đi sai đường rồi. Phụng thượng dụ, người nọ hai đầu gối khép lại, ba một tiếng lớn, trong miệng còn chưa nói chuyện, chúng người chèo thuyền đã lớn tiếng kêu thảm thiết, cương thi nhầy. Cương thi nhầy, nam tử kia hình thù kỳ quái, hai đầu gối khép lại, thân cương thể thẳng, quả nhiên có vài phần giống cương thi, hắn thấy mọi người kêu đến kinh sợ, vội vàng từ trong lòng lấy ra lệnh bài, lớn tiếng nói, phụng thượng du Bản quan họ xoái tên Kim Đằng, phụng mệnh tiếp nhận chức vụ phó thống lính cầm y tuyệt đối không phải cương thi. Một người cản thi xuất hiện vào lúc nửa đêm, tự xưng là phó thống lính cầm y vệ. Khách thuyền trong lòng tất nhiên là không tin, bác lái đò nhìn lệnh bài của hắn, lại cũng không biết thật giả chỉ có thể cười gượng nói, ồ. Hóa ra là cầm y vệ cương. soái phó thống, lão nhân ra ngài có việc gì sao? Phụng thượng dụ, soái phó thống mở miệng nói chuyện, người này cử chỉ thật là quỷ dị, mặc kệ nói cái gì gót chân phải cọ vào nhau phát ra âm thanh lớn hắn cử lệnh hô lớn cầm y vệ thủy vận về phía bắc nhân đây điều động bồn thuyền người không liên quan rời bến ngay lập tức không được chậm trễ hóa ra không phải cương thi mà là mệnh quan triều đình cũng không có gì phải sợ mọi người chốt bỏ nỗi lo lắng dưới tiếng hò hét của soái pho thống khách nhân trên thuyền mỉm cười trò chuyện bác lái đỏ dẫn người thu neo chờ xuất phát không một ai để ý tới hắn. Soái phó thống cảm thấy kinh ngạc, vạn lần không thể đoán được mình lại không làm gì được bá tánh. Hắn di một tiếng, cầm lấy lệnh bài, lại lần nữa hô, phụng thượng du. Cầm mưu vệ nhân đây điều động bồn thuyền, hạn trong một nén hương những người không liên quan phải rời thuyền, không được chậm trễ. Những tiếng ngáp dài khắp nơi, như cũ không người để ý tới, một người người chèo thuyền đã đi tới, cười nói, vị quan gia này, làm phiền ngài vào trong khoang nghỉ ngơi đi, chỗ đó có bếp lò, rất ấm áp. Soái kim đằng mờ mịt lẩm bẩm, phụng thượng dụ. Cẩm vệ thủy vận hướng về phía bắc, tất cả các ngươi đều phải rời thuyền, không được chậm trễ. Khâm thử, Quỳnh Phương hát hơi, lấy khăn tay lau nước mũi. Chương 4 Đại Hà kinh hàng, hồi 2. Trên thuyền có người mở miệng khiêu khích, tất nhiên là không thể dung thứ, soái kim đằng tay cầm lệnh bài, lập tức quay về phía quỳnh phương quát phụng thượng dụ lệnh ngươi lập tức rời thuyền quỳnh phương nghiêng mắt nhìn hắn sang một bên nhẹ nhàng che mặt rồi nhắm mắt lại soái kim đằng cả giận nói phụng thượng dụ người nếu dám không nghe lời sẽ tự phải chịu khổ chịu chữ khó còn chưa thốt ra quỳnh phương lấy từ thắt lưng ra một lệnh phù bạc vẫy nó trước mặt hắn lười biếng nói đồ quê mùa biết chữ không Lệnh phù bạc xuất phát từ Bắc Kinh Tông Nhân Phủ, mặt được chạm khắc hoa văn phượng hoàng, kim khảm bốn chữ công thần thiết quyền. soái kim đằng xoa xoa mắt, ngây người sau một lúc lâu, vội vàng mở ra quyển sách mang theo bên mình, đó là cuốn chính thống phủ ấn đổ giám. In ấn các loại thiết quyền, ấn tín phù tiết, đặc biệt để nhận dạng các quan trên dưới triều đình chính thống. Nghĩ đến soái pho thống là tân quan tiền nhiệm không lâu, quy củ cũng chưa hiểu rõ nên mang theo quyển sách tùy thân. Hắn liếc nhìn thẻ bài của Quỳnh Phương rồi tay thì vội vàng lật qua cuốn sách để đối chiếu, có chốt luống cuốn tay chân. Quỳnh Phương thở dài, ngu ngốc, đừng tìm từ phía sau, hãy bắt đầu từ ba trang đầu tiên. Xoái kim đằng nga một tiếng, vội vàng mở ra trang thứ nhất, chỉ thấy 24 ô màu xám được vẽ ở trang bên trong, bên trong có một ngọc tỷ, vẻ ngoài rất cao quý không thể xúc phạm lật sang trang thứ hai, lại thấy vô số thượng phương bảo kiếm, đủ loại hình dạng, tràn đầy sát khí. Lật sang trang thứ ba, thình lình nhìn thấy nhất đẳng công thần từ phượng đan thư của Quỳnh Phương, bên trong ô vuông tràn ngập chữ nhỏ, lại là cái gì lịch lý thiên ân, tưởng tái kỳ công, lại là cái gì và miễn mọi tội lỗi mà không phạm tội, xoáy kim đằng sắc mặt u ám, vội vàng tìm kiếm lệnh bài của mình, lần này lật từ trang cuối cùng, trong chốc lát tìm được rồi, thấy lệnh bài của mình đang ngồi sồm ở trang thứ hai đếm ngược từ dưới lên như một con sóc con sóc con mặt lộ vẻ kinh sợ trong khi đó đại tiểu thư duỗi người nhàn nhạt, nhạt nói muốn ta rời thuyền đến thỉnh nam trực lệ tông nhân phủ lại đây nói chuyện được chứ? nói ngáp một cái liền lại nhắm lại mắt vương triều võ anh tập trung vào các hoạn quan vương triều cảnh thái coi trọng quyền thần vương triều chính thống quyền thế bên ngoài địa vị cao nhất đối phương nếu không phải cương thi sẽ nằm dưới sự quản trí của hoàng đế. Chỉ cần người nằm dưới sự quản trí của hoàng đế, ba phần là quỳnh tiểu thư. Cũng không tỏ vẻ sợ hãi, dường như đã nắm được tình hình. soái kim đằng không hề có chút khoan dung nào trên mặt, bước đi đường vòng. Hắn thấy có hoa kiệu lớn trên đầu thuyền, trông thật là trướng mắt, liền dơ lệnh bài lớn tiếng nói, phụng thượng dù. Lệnh kiệu này lập tức rơi thuyền cỗ kiệu bất động, kiệu phu hồi cương cũng chỉ lặng lặng đứng yên, dường như nghe không hiểu hán ngữ. Soái kim đằng lớn tiếng thúc giục, chợt nghe hai bên khách nhân cười hì hì nói, soái pho thống, nhìn rõ ràng cỗ kiệu người ta mấy người nâng, đừng để xảy ra rắc rối. Soái kim đằng lạnh lùng nuốt nước bọt, như quê mùa vào kinh, đếm đầu người thấy là đại kiệu tám người khiêng, vội vàng cúi đầu nhìn quyển sách. Kinh hãi thấy ở phần lời cuối sách viết rõ ràng, thiên tử nghi vệ long liễn giáp sĩ 12 người, chư quận quốc thân vương hành dư ngọc liễn giáp sĩ 8 người. Đại kiệu 8 người, liệt thuộc vương công quý tộc, mắt thấy chính mình lại gặp được đại nhân vật, xoái kim đằng ánh mắt đờ đẫn, chuyển hướng sang khách trên thuyền, thấp giọng nói, phụng thượng dụ, các ngươi lập tức. Hai chữ rời thuyền chưa ra, một bạch y võ sĩ đã đi tới, nhìn thấy trong tay hắn như nhét thứ gì đó sau đó xoay người tránh ra soái phó thống lòng tràn đầy bối rối, lòng bàn tay kim quang lấp lánh, lẽ nào là một thỏi vàng? soái kim đằng di một tiếng, buồn bực nói, đây là cái gì? Khách trên thuyền cười, còn giả vờ nữa à? Cho người tiền thưởng, soái kim đằng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu. Vị soái kim đằng này tuy trong tên có chữ kim, nhưng trong túi luôn thiếu kim, nhìn thỏi vàng nặng 20 lạng, tương đương vài tháng bổng lộc trong cơn hoảng loạn đôi tay run run vội nói phụng thượng dụ phụng thượng dụ chợt nghe một tiếng thở dài vang lên người lái đỏ nheo mắt nhẹ nhàng nói soái pho thống ngón tay chỉ mũi lắc nhẹ soái tùng. cuối cùng giơ cao hai tay cúi người về phía trước hô to ném thùng cơm đi soái pho thống ném thùng cơm giọng nói của người lái đỏ đặc giọng địa phương nói chuyện đương nhiên khó nghe vô cùng nghe ông hét lớn, đầu to muốn, tiểu tốt muốn, ba ngày tết đều muốn, vì nước vì dân mỗi ngày muốn, tinh trung báo quốc cũng muốn, muốn xong còn nói không muốn, bức cho lão tử mệnh không cần. nói vỗ đầu vai soái kim đằng, nhàn nhạt, nhạt nói muốn cũng có muốn, mau cút đi, người ta không đợi ngươi thêm nữa. soái kim đằng há to miệng, ngơ ngác nhìn thỏi vàng trong tay, dưng dưng nói ta không thể muốn, bởi vì ta là chấn, chấn quốc đang muốn nói ra thân phận, khách trên thuyền lại nói ra thay hắn, thật sự là một kẻ ngốc. Mỗi người ôm bụng cười cười to, không cần làm sáng tỏ, không cần. Kim quang thấp thoáng, cương thi trên đầu thuyền rất nhỏ yếu, hắn nhìn thỏi vàng trong tay, nước mắt lại rơi xuống. Mỗi người trong lòng đều có một ký thác, soái kim đằng có thể chịu đựng kỳ hạn 10 năm, nhẫn nại đau khổ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, tất nhiên sẽ có điều hắn luôn tin tưởng một khi mất mát, hắn liền sẽ rơi vào đau thương bất lực, mờ mịt chẳng biết đi đâu. Giữa tiếng cười lớn, xoái kim đằng một tay trà lau nước mắt, một bên cong lưng cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt thỏi vàng xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, lùi về bên cạnh tấm vải đen to lớn quen thuộc, thoáng chốc thấy được trí nghiệp 10 năm, hắn ra sức khép dày lại, lạnh lùng nói, phụng thượng dù. Mọi người mỉm cười tới xem, không biết sóc con này còn có thể lệnh ai quản ai. Lúc này, bên cạnh tấm vải đen sáu bóng người chậm rãi hiện ra, sáu cương thi quay về phía khách trên thuyền, vẻ mặt đầy tức giận. Soái Kim đằng giơ ngón tay lên, lạnh lùng nói, đánh hết cho ta. Vù một tiếng, một khách trên thuyền bị ném xuống nước, trong tích tắc thủy thủ bay lên trời. Soái Kim đằng tức giận, đông một câu phụng thượng rủ, tây một câu ngươi đi xuống, quả nhiên từng khách trên thuyền lần lượt bị ném xuống nước, trông lại rất uy phong, mọi người vừa kinh vừa giận đều hét lớn hào tiêu tử cương thi tác quái mấy tên chèo thuyền kêu lên người đâu mau dắt chó đen tới thượng có chính lệnh hạ có đối ứng triều đình dưỡng cương thi dân gian liền nuôi chó đen tóm lại có biện pháp ứng phó quả nhiên người chèo thuyền cơ linh liền đã lao xuống gầm thuyền nghĩ đến muốn lấy cây bô đổ phân lên đó trên thuyền lộn xộn quỳnh phương không khỏi bật cười mắt thấy sáu cương thi vông tay đánh nhau thế nhưng không người canh giữ tấm vải đen lớn kia lòng tràn đầy tò mò liền đến trước tấm vải đen muốn nhìn xem bên dưới có gì tiểu các chủ món tay mới đụng phải miếng vải đen bên tai liền truyền đến một tiếng thở dài đừng bắt nạt chúng ta thân mình bỗng nhiên lạnh quỳnh phương ngây giải nàng nhìn ít hầu của mình trong bất chi bất giác liền khớp hàm cũng run lên cần cổ hàn quang dày đặc trên cổ trắng như tuyết có một thanh kiếm, bên tai thở dài tiếp tục kể rõ, đừng cười chúng ta, nói thẳng. Với giọng nói giả nua, mang theo một mặt bi thương, Quỳnh Phương cả người rét run, chỉ có thể run rẩy liếc mắt qua, đột nhiên, trong mắt thấy được. Hắc y nhân, người trước mặt không có ngũ quan, không thể nhìn thấy gì ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Quỳnh Phương hét lớn, nàng tập trung sức lực, liều mạng trốn về phía sau bỗng nhiên thân mình bị người ta chạm vào té ngã xuống đất. Nàng ngạc nhiên ngưỡng cổ lên nhìn, chỉ một thoáng tiếng thét chói tai từ cổ họng phát ra, rốt cuộc không thể kiềm chế được. Hắc y nhân, trước mặt tất cả đều là hắc y nhân, đếm không hết hắc y nhân, lần lượt từng người bước lên thuyền với những bước chân hỗn loạn, từng người một với đôi mắt hung tợn, một người lại một người với trang phục đi đêm, đều giống với quái khách xông vào thái y viện. Quỳnh Phương giống như một tiểu nữ nhi vô tình rơi vào địa ngục, cuối cùng hét lên thảm thiết. Chỉ cần một hắc y nhân đã làm chết nhĩ đan ngã xuống, đã khiến tô dĩnh siêu nằm trên giường, thậm chí còn phá hủy toàn bộ thái y viện, huống chi xào huyệt bọn chúng trông rỗng, tình anh ra hết. Hiện giờ còn có ai có thể cứu được nàng? Hắc y quỷ chúng trầm mặc không tiếng động, đã vây quanh toàn bộ thuyền. Nghe thấy tiếng hét của Quỳnh Phương, hắc y lão nhân thở dài lặng lẽ đi đến bên, thấp giọng nói, tìm được ninh bất phàm chưa? Quỳnh Phương nhẹ nhàng ngã xuống đất, run giọng nói, chưa? Chưa? Tốt lắm, chiếc nhẫn vàng từ từ duỗi ra, véo vào đôi má hồng hào của nàng. Ôn nhu nói, nếu chưa tìm được người, vậy ngoan ngoãn lăn sang một bên đi. Người có chịu không? Quỳnh Phương là tướng môn hổ nữ, vừa nghe đối phương mở miệng vũ nhục, trong lòng lửa giận bốc lên, nàng không cần nghĩ ngợi, lập tức tìm rút súng kíp, thét to, lớn mật. Các người rốt cuộc là ai? Chưa kịp rút súng ra, đã có người nắm lấy cổ tay. Trong lòng bàn tay có thêm một vật gì đó, Quỳnh Phương cúi đầu nhìn, đôi cánh giang rộng ra, con chim lớn đang nhìn bể nghế, rõ ràng là bản vẽ lần trước nhìn thấy ở Thái Y Viện, nhưng khác với hình vẽ trên giấy của Tống Công Mại, lần này có thêm bốn chữ bên cạnh con chim lớn. Trấn Quốc Thiết Vệ lệnh bài tối cao khắp thiên hạ, sẽ không được liệt kê trong sách tranh phủ ấn, bởi vì quyền uy của nó không đến từ triều đình, đến từ chính ma che phủ cung a tu -la vương, chỉ có sứ giả của nó mới có tư cách đeo. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy hắc y quỷ danh, Quỳnh Phương toàn thân kịch chấn, đã á khẩu không trả lời được, đang kinh hãi lỗ tai bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, hắc y lão giả dán miệng lại, nhẹ giọng nói, tiểu các chủ ta là Kim Lăng Sương, tứ đương gia của Trấn Quốc Thiết Vệ. Ta bây giờ yêu cầu ngươi đặt hai tay lên đầu quỳ xuống đất, nếu không ta sẽ giết ngươi. Quỳnh Phương thân phận tôn quý, trên đời ngoài hoàng đế ai nhận được cái quỳ lại của nàng. Nghe được lời này, tất nhiên là giận tím mặt, đang muốn mở miệng tới mắng, nhưng Kim Lăng Sương cũng không có khuyên gian nhiều, chỉ chậm rãi đứng dậy, bắt đầu bấm tay đếm hết. Một, giờ món trỏ lên, Chiếc nhẫn vàng tỏa sáng rực rỡ, hai. Ngón trỏ bên tới đồng bản, đó là một người cao vóc hung ác. Ba. Không nhìn thấy ngón áp út, ngón áp út ở trên chuôi kiếm. Xoát tiếng gió bạo vang, hàn kiếm như tia chớp, chém thẳng về phía cổ quỳnh phương, thiếu các chủ thét lớn, hai tay ôm đầu, vội vàng gục trên mặt đất. Một búi tóc đẹp đón gió bay múa, theo bông tuyết bay xuống mặt đất. Đối phương nghiêm túc. Trong quan trường Bắc Kinh, tiểu nữ Hải Nhi có thể giả ngây thơ, ở chiến trường Kinh Châu, thiếu các chủ có thể phát giận, hiện giờ trên con thuyền hắc ám này, đối mặt với thế lực nghiêm ngặt nhất cử quốc, Quỳnh Phương lại không dám động đẩy dù một chút. Nàng nằm dưới chân kim lăng xương, đáng thương như một con cừu bất lực chờ bị làm thịt, khóc cũng thể khóc không ra. Sau khi giải quyết xong hoàng thân quốc thích tử Vân Hiên, trên thuyền chỉ còn lại hoa kiểu Kim Lăng Sương chậm rãi đi đến trước kiệu, nhìn chằm chằm vào thỏi vàng trên mặt đất, lắc đầu nói, "Ai đốt lót, đứng ra." Bạch Y võ sĩ dường như nghe không hiểu tiếng Hán, nhất thời không người đáp ứng. "Người đâu?" Chiếc nhẫn vàng dựng thẳng lên, Kim Lăng Sương thở dài, truyền lệnh nói, "Đánh." Chữ đánh vừa ra, một Bạch Y võ sĩ ngạo nghễ đứng lên, giận dữ móc nắm tay phải, đánh thẳng tới gò má Kim Lăng Sương chỉ là vị tứ gia này không hề né tránh chỉ nheo lại đôi mắt lạnh lùng như thể trong mắt ẩn chứa năng lượng vô hình tùy thời có thể tiếp được quyền này chạm vang một tiếng một bàn tay giận dữ lướt qua không trung chặn nắm đấm của bạch y võ sĩ thấy người nọ giận mắt chừng mắt có một cái bụng to là thất đương gia của trấn quốc đã đến hắn siết chặt nắm đấm của đối thủ tê tê cười lạnh hỏi mãnh lực nơi nơi khiến bạch y võ sĩ miệng sùi bọt mép xương cốt phát ra âm thanh giòn rã, Vài tên võ sĩ còn lại đại kinh thất sắc, đều tiến lên cứu giúp. Thất đương ra, kim lăng xương thầm thở dài, lắc đầu nói, quá chậm. Phản quang tụ đỉnh, dưới sự rung chấn mạnh, những cây tuyết tùng trắng trong khoang thuyền đổ dạp lăn xuống. Thất đương ra cơ bắp sôi sục khiêm tốn vỗ tay, ngón áp út và ngón út thu vào lòng bàn tay, ngón trỏ lại uốn cong bám vào mặt sau của ngón giữa bất ngờ dùng chiêu phản quang tụ đình. Đáng thương rất nhiều bạch y võ sĩ bị cự lực chấn động, toàn bộ bay ra mép thuyền, nghe bùm không ngừng bên tai, đoàn người toàn bộ rơi xuống nước, bổng bềnh lên xuống. Đây là trấn quốc thiết vệ, vô luận là võ lâm môn hộ nào, không ai có thể tự lực chống lại. Trên thuyền vô thanh vô tức, đầy hắc y ác quỳ. Trước có bốn trường quầy, sau có soái kim đằng, hắc y ác quỷ đại giá quang lâm đã kinh sợ toàn trường. Chúng tướng quan, kim lăng xương trầm thấp phát lệnh, dơ chiếc nhẫn vàng lên, quét về phía trước, giết toàn bộ. Má ơi! Quỷ tiếng rồi, người lái đò cười gượng hai tiếng, không cần hắc y quỷ tới bắt, tùy tay chộp lấy thỏi vàng trên mặt đất, vội vàng chạy về phía mép thuyền, bùm một tiếng, hắn là người đầu tiên nhảy xuống làn nước băng giá. Rất nhiều kẻ làm thuê thấy lão bản xuống nước, ai còn muốn liều chết đánh nữa, mọi người phát một tiếng kêu, bùm bùm bùm, chạy trốn như hồ chạy qua, bắn tung tóe như cá chép nhảy nước. Trong nháy mắt, khoang thuyền đã thông thoáng, mọi người lớn nhỏ đều đã bỏ chạy. Quỳnh Phương gión ra gión rén, đang muốn nhảy xuống nước, lại bị Soái kim đằng kéo lại, nghe hắn hỏi, tứ đương ra, xử lý nàng ta thế nào? Kim lăng sương trầm ngâm nói, tiểu nha đầu này vẫn luôn gây phiền toái nàng ta vẫn còn mấy đồng bạn lợi hại, đừng dụ chúng đến đây, bắt giữ trước đá. Sau khi ra lệnh, mỹ nữ thiếu các chủ bị bắt. Không có không dám giết người, cũng không có chuyện không dám làm, trước những hắc y ác quỷ này, phó sư phạm bất lực, tình lang cũng vô dụng, cái gì chiết nhĩ đan, tống thông minh, cái gì khôi tinh chiến ngũ quan, tất cả đều thành gánh xiếc trẻ con. Quỳnh Phương ủ rũ cục đuôi, choáng váng đầu phát sốt bị hắc y ác quỷ kéo đi. Nhưng giữa lúc tuyệt vọng, trong lòng nàng vẫn còn chút ánh sáng cuối cùng, bởi nàng tin rằng khách nhân tới muộn kia nhất định sẽ đuổi kịp thuyền, đưa cho nàng một bát mì nóng hồi. Giờ phút này người chèo thuyền bỏ chạy, kiệu phu rơi xuống nước, liền Quỳnh Phương cũng bị bắt lại, trên khoang thuyền chi còn chiếc kiệu kia, nhìn nó bị cô lập, bao quanh bởi tiếng của kẻ địch. Tiếng bước chân nặng nề âm trầm, khiến sàn thuyền rung chuyển lên xuống, là thất đương gia đã đến. Hắn nhìn thẳng vào cỗ kiểu, thô thanh nói, lăn ra đây. Dương châu nước lạnh, ám dạ quỷ khóc, còn bóng người trong rèm vẫn ngồi bình thản như thường lệ. Thứ nhất, chưa kêu sợ hãi, thứ hai, chưa chạy trốn, nghĩ đến nếu không phải hạng người định lực siêu phàm, thì là trời sinh người câm. Thất đương gia cười lạnh một tiếng muốn ra tay động thủ trước. Với hành vi thô lỗ của người này, bất kể ngồi trong kiệu là vương công quý tộc, tam công tam cô, hắn đều sẽ lôi hết ra ngoài, ném xuống dòng nước đóng băng. Đang muốn ra chân đá nát hoa kiệu, bỗng nhiên một người chậm rãi đi tới, chiếc nhẫn vàng ngăn ở trên đường, lại là tứ đương gia tới. Thất đương gia đưa lỗ tai qua hỏi, làm sao vậy? Kim lăng xương không trả lời, hắn đi tới trước kiệu ba thước, ngưng bước bất động, bỗng nhiên nhấc chân dẫm xuống đất, trong miệng nói, thảo dân kim lăng xương, khấu kiến điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Vừa nói ra hai chữ điện hạ, tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt, thất đương ra trong mắt nghi ngờ, cung bì la cứng họng, Quỳnh Phương trong tình cảnh khốn đốn cũng kinh ngạc không ngừng. Hai chữ điện hạ dùng để xưng hô với người nối dõi đế vương, chỉ là dưới gối hoàng đế chính thống không có nhi nữ, đông cung không có thái tử, hoàng thành không có công chúa lại không biết tứ đương ra vì sao nhắc đến hai chữ này tiếng lạch cạch không ngừng vang lên kim lăng sương vẫn đang bước trên khoang tàu giả vờ quỳ lạy hắn tháo mặt nạ ra trầm giọng nói điện hả thảo dân hành lễ đã xong thỉnh người bước ra gặp mặt trong im lặng người trong kiệu không hề động tĩnh cũng không biết là sợ hắc y ác quỳ bó chân không ra hay là ngủ trong kiệu rồi nên mới không nghe thấy tiếng nói chuyện Kim Lăng Sương lại nói mấy lần, thấy người trong kiệu không để ý tới, liền nháy mắt với một nam tử thấp bé ra hiệu cho hắn tới dẫn người ra ngoài. Pháp hiệu của tên nam tử thấp bé này là Chiêu Độ La, xếp hạng đệ nhất 12 thần tướng, hận trọng từ lời nói đến việc làm, làm việc chắc chắn, Kim Lăng Sương muốn ra chiêu từ người này. Chiêu Độ La phụng mệnh hành xử, đang muốn đi tới hoa kiệu, Kim Lăng Sương mơ hồ nhìn thấy từ ánh sáng trong hoa kiệu lập tức nhướng mày, giơ tay lên quát, chậm đã. Hắn liếc nhìn thất đương ra, trầm giọng nói, chiều độ la lui ra, để thất đương ra lên. Kim lăng xương hành sự trầm ổn đanh đá chua ngoa, giờ phút này lại có chút do dự, mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, thứ nhất không đoán được tại sao thủ lĩnh của mình lại trước sau bất nhất như vậy. Thứ hai cũng không đoán ra được thân phận người trong kiểu, chỉ là ngại với chức cấp tôn ti, lại cũng không dám nhiều lời. Chiều độ la kia đứng hàng thứ 8 khách điếm, mặc dù chỉ kém thất đương ra một ghế, nhưng xét về võ công thì kém thất đương ra một trời một vực. Chỉ là lão thất cử chỉ thô lỗ, võ công cương mãnh trong chốc lát đi bắt người, nếu mạnh tay, không khỏi bóp chết kim chi ngọc diệp trong kiệu. Kim lăng xương không giải thích nhiều, yên lặng khống chế toàn cục, nhưng nghe tiếng bước chân lớn, 18 học thổ súng lại ở vòng trong, 12 thần tướng trông coi vòng ngoài như lâm đại địch mọi thanh âm đều im lặng ngay cả quỳnh phương cũng che miệng lại kim lăng xương hướng đồng bạn đưa mắt ra hiệu ý bảo tiến lên vạn sự sẵn sàng ở chúng hắc y nhân mắt lạnh nhìn chăm chú thất đương ra hét lớn một tiếng rít vang đôi bàn tay to như móng vuốt xé rách xa mỏng liền vào lúc này một cổ u hương tỏa ra mọi người đều ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đã biết người trong kiệu tất là nữ tử cao quý thất đương ra hơi giật mình sau đó nhìn về phía kim lăng sương ánh mắt hai người chạm nhau thấy hắn đang gật đầu với mình lập tức nghiêng người về phía trước đi vào hoa kiệu trong kiệu một mảnh u hương nghĩ đến tất có mỹ nữ cao quý trong sự im lặng thất đương ra nghiêng thân mình vào trong kiệu ân lại nghe thấy một tiếng xé rách khác lại không biết là mảnh kiệu hay quần áo bị xé rách quỳnh phương thấy móng vuốt của dã thú khinh bạc người ngồi trong kiệu nàng trong lòng kinh sợ, nhất thời thét to, dừng tay, thanh âm mới ra, cổ họng lại bị một con dao sắc nhọn giữ chặt, bức cho nàng nuốt lời tiếp theo vào trong. Cổ kiệu nhẹ nhàng lay động, truyền đến vài tiếng kêu rên, thất đương ra nguyên bản chỉ có tay phải duỗi vào trong kiệu, lúc này lại liền tay trái cũng đi vào. Mọi người đều không thể nhìn thấy, không thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong kiệu. Cùng bì la xoay chiếc ô sắt trong tay, cười dâm đãng nói, lão thất a à, lão thất, tư vị như thế nào? Tay vào thoải mái không? Trời nắng che dù, không thể gặp ánh sáng, quả nhiên liền nghĩ đến chỗ đen tối. Chiều độ la thân là đứng đầu 12 thần tướng, nhất thời liếc xéo đồng bạn, lạnh lùng thốt, chúng ta đặt một câu đố, người nào bung dù vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, cùng bỉ la trong lòng vừa tỉnh, lúc này mới nhớ tới tới thân phận của thất đương gia không khỏi cười gượng hai tiếng, ngậm miệng lại. Khi nói chuyện, thất đương gia tựa đang giữ lại ai đó, cuối cùng cũng chậm rãi lùi ra ngoài. Hắc y chúng quỷ thấy người trong kiệu đã bị bắt, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kim lăng xương lại thở dài một tiếng, nghe hắn thấp giọng truyền lệnh, chấn mộ thú, lui giữ ma đao, 18 học sĩ tiến lên một bước. Vòng ngoài khép lại, ma đao cũng gia tăng phòng hộ, Kim Lăng Sương hít một hơi thật sâu, dùng ngón cái trái nhẹ nhàng đẩy chuôi kiếm ra khỏi vỏ, thần thái rất cảnh giác. Dưới sự chú ý của mọi người, thất đương ra từng bước lùi lại rời khỏi kiệu, chỉ thấy eo mình thoát ra, ngực nách thoát ra, cổ cũng từ từ thoát ra, rốt cuộc toàn thân rời khỏi kiệu. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy thất đương ra bộ dáng cung kính, đôi tay giơ lên cao ở ngực tựa sợ đụng vào thân mình tôn quý của người trong kiệu, thân trên càng cực lực ngửa ra sau. Cùng bì la cười nói, người đang làm cái gì vậy? Cho dù bên trong có là Bồ Tát nương nương, lão ca cũng không cần đa lễ như vậy. Trong lúc đang nói giỡn, chợt thấy mảnh kiệu khẽ nhúc nhích, một thanh đao từ từ thò ra từ bên trong, ấn vào cổ họng thất đương ra, mọi người chấn động hét lên là kẻ nào. Đám ngu ngốc, trong kiệu truyền ra một tiếng thở dài trầm thấp, nhàn nhạt, nhạt nói, bên trong kiệu không có công chúa, chỉ có, mảnh kiệu sáng lên, bỗng nghe ầm vang một tiếng vang lớn, đỉnh kiệu thình lình vỡ vụn, vụn gỗ bay khắp bầu trời, nghe được tiếng nói dũng cảm, vương tử. Một tiếng kinh hãi vang lên, đột nhiên bóng người bay lên không trung nhảy về phía trước, quả nhiên lao về phía ma đao, ác quỷ hoảng loạn kêu to, kim lăng sương sớm đã có chuẩn bị, lập tức hét lên chấn mộ thú, bầy trận. Lục đạo hắc tác bay tới, chợt bắt được một người, đang muốn phát lực đem hắn xé thành hai nửa, bỗng nghe người nọ lớn tiếng gầm lên, nê lê ra. Thần công cấm truyền phát động, sáu chấn mộ thú cũng phát động nội lực, hai cổ lực đạo hùng hồn rằng co, tạo ra vài tiếng vang nhỏ, hắc tác đã bị đứt gãy. Chúng quỷ tự biết đã bắt nhầm người, kinh hãi quay tìm đại hán ngồi trong kiệu, lại thấy bóng dáng kia sớm đã bay đến bên cạnh miếng vải đen, có thể cướp ma đao bất cứ lúc nào. Soái Kim đằng chấn động, thơ ý chỉ còn lại một mình mình bên cạnh tấm vải đen, vội vàng nhấc tay gầm lên, dừng lại. Người ngừng, nắm tay lại không ngừng, một trọng quyền đánh ra, đập mạnh vào lòng bàn tay, khiến Soái Kim đằng khí huyết quay cuồng, khuỵu xuống đất. 23 Lâm Nguy không quên chức trách, vội vàng lấy ra huyết tỳ bà, đang muốn ra tay ngăn địch, bỗng nghe một tiếng vang lớn, chiếc lông chim vàng rơi xuống trong đêm tối, giống như đại bàng kim sĩ điểu tung cánh bay lượn, sáng đến mức khiến mọi người nheo mắt lại. Chương 4 Đại Hà Kinh Hàng, Hồi 3 Kết thúc chương 4 Huyết tỷ bà bay ra ngoài, rơi xuống mép thuyền, một đường chìm xuống long cung. Hắc vụ quỷ chúng trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều nhìn vào hình khắc trên vỏ đao, không ai có thể nhận ra đó là gì lại chỉ biết nó thực dùng được. Người tới cố bố nghi trận, sau đó một tia kích như chớp lập tức phá huyền quan. Đại hán tóc dài cười lớn, đang muốn xốc tấm vải đen lên, chợt nghe một tiếng thở dài tự tâm vang lên, bằng hữu ngươi còn một cửa chưa vượt qua. Một người đứng trước mặt hắn, hắn chỉ tay một chiếc nhẫn vàng, tay cầm hàn quang trường kiếm, đúng là kiếm hàn kim lăng xương đã đến. Song hùng rằng co, Kim lăng xương giữ cửa ải cuối cùng, khung cảnh trở lại trạng thái ban đầu. Mọi người kinh nghi bất định, trên dưới đánh giá nam tử kia, thấy tóc hắn dài tung bay trong gió, đôi mắt hung ác sách về phía sau, vẻ mặt phẫn nộ thập phần bức người. Sàn để la rôn rộng liền nói, ngươi là tần, tần. Chân trái bước thật mạnh, sàn ngầm nứt ra lật lên, đại hán tóc dài quét chân qua, khối gỗ bay đi như một ngọn giáo. San để la hét lên một tiếng, vội vàng nghiêng thân tránh ra, sau lưng cung bỉ la thấy thế không ổn, vội vàng mở chiếc ô sắt ra đón nhận, một âm thanh vang lên, toàn bộ chiếc ô bị bẻ cong, miệng hồ tan vỡ đổ máu, nhất thời thân mình bay về phía sau, thực sự áp đảo ba năm người liên tiếp. Lùi đỉnh chân trái rậm mạnh xuống đất, đại hán tóc dài dẫm mép thuyền, cả giận nói, nhìn rõ ràng. Đây là kẻ que, sao? Đại hán biểu tình lỗ mãng, tóc dài xóa trên vai, chưa từng vấn tóc búi tóc quan, chân trái cơ bắp hùng tráng, khí lực mười phần, tùy thời còn sẽ đá tới. Mọi người hoảng sợ không nói gì, bất kể hắn là một kẻ què cột chân hay một con mèo già ba chân, toàn bộ đều lui về phía sau. Cuốn quýt kêu to, ma vương tới. Mọi người chạy mau, đường đại hùng hào giá lâm chính là một chuyện lớn, quỳnh phương tuy ở nguy cảnh trong lòng vẫn rộn ràng, nhất thời vội vàng đánh giá tướng mạo người nọ. Nàng đã từng gặp Tần Trọng Hải một lần ở Kinh Thành khi còn nhỏ, nhưng 10 năm qua đi, đột nhiên tương ngộ, nhìn thêm vài lần, chỉ cảm thấy người này trước mặt hình hung mạo ác, thân cao thể tráng, giống vài phần với ma vương trong lời đồn. Lòng tràn đầy ngờ vực, không thể diễn tả chính xác được. Trong khi giống giận, lại nghe Kim Lăng Sương thở dài, nói, sát Kim Tướng Quân, xin đừng bắt nạt thủ hạ của ta. Nơi này không phải Tây Vực, không phải ai cũng biết ngươi. Thất đại sát kim tọa chấn tổng trải, đứng hàng thứ hai ngũ hồ thượng tướng, được mệnh danh là khí trùng tái bắc, hắc y quỷ chúng nghe thấy tên gọi sát kim, ngược lại càng hoàng. Đại hán tóc dài mỉm cười nói, lão huynh lời này không đúng. Nơi này không phải Tây Vực, nhưng chúng ta không phải đều nhận ra ngươi sao? nói khoanh tay cười nói ra lai lịch của tứ đương gia, người nói đúng không? Tây vực Côn Luân hảo hán, kiếm hàn, kim lăng xương. Phái Côn Luân đã bị tiêu diệt từ lâu, sớm không còn khí thế hùng bá năm đó nữa. Kim lăng xương nghe hắn gọi cái tên ngày xưa, không khỏi khẽ cười khổ. San để la giọng nói the thế, tứ đương gia, hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Kim lăng xương thở dài, đỏ mắt nhìn thắt lưng đối phương kim hoàng bảo đao, hình dạng cổ xưa, không biết đã mấy trăm năm, thân đao hơi cong, vỏ đao hoa văn phức tạp, có 12 viên hồng ngọc xếp thành vòng tròn quanh xung quanh, mọi người nhìn chăm chú, thực ra có hai chữ trên vỏ, dây vàng nạm kiềm, trông giống chữ Hán nhưng không phải chữ Hán, không đọc ra được, nhưng được viết theo chiều ngang giống như các ký tự đại thực. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai chữ xa lạ đó, sầu thảm liền nói, Tần, Tân trọng hai chữ đọc thành ba chữ lập tức thu hút những ánh mắt hung dữ nhưng nghe một tiếng gào rít giận dữ chân trái thô tráng sấm sét đá tới khiến san để la bay về phía sau soái kim đằng muốn chặn người lại mãnh lực truyền đến nhưng cũng khiến hắn ngã xuống đất kim lăng sương hơi giật mình hắn bước tới đọc ra ý nghĩa thực sự của những chữ hình nêm kỳ lạ cho mọi người khách không mời mà đến thiếp mộc nhi diệt lý Hắn là cường địch đầu tiên gặp phải tối nay. Mà thanh đao hắn đeo ở hông còn là truyền quốc bội đao Hắc Khiết Đan, thế xưng đao Trung Chi Hoàng, thác mạt kim ngọc, trước khi ma đao hiện thế được xưng thiên hạ đệ nhất đao. Nữ chân là kim, mông cổ là bạc, giống như Sở Văn Vương Hòa thị Bích, người Khiết Đan cũng có một khối mạt thạch. Cả hai đều là truyền quốc bảo vật, nhưng viên trước được chạm khắc thành ấn tỷ hoàng gia trong khi mặt thạch lại trở thành một hung khí. Mặc dù hai bảo vật có hình dạng khác nhau, nhưng chúng đều có một số câu chuyện truyền kỳ. Hòa thị bích đã khiến biện hòa bị gãy hai chân, mặt thạch cũng từng mang đến tai ương lao mục. Viên đá lớn này tuy có chứa hoàng ngọc bên trong nhưng bên ngoài lại bọc một tầng lớp bùn sẫm, cực kỳ cứng, không sợ bị phân hóa, không sợ bố diều, nếu bị đập mạnh chỉ bị móp nhẹ và hồi phục lại hình dạng sau một thời gian. Quân vương liêu quốc đã giam cầm vô số thợ thủ công ngọc bít, nhưng không ai có thể chiết xuất được ngọc quý từ đá. Bất đắc dĩ biến nó thành cái để chân, đặc biệt để kê chân uống trà. Không gặp minh quân, nguyện bất xuất thế. Tảng đá lớn yên lặng rơi lệ, nó mỗi ngày ngủ ở hậu cung, nhìn liêu quốc quân thần dâm nhạc du đùa. Mỗi ngày không bị mông phi tử ngồi lên thì cũng là bàn chân hôi hám của rồng đặt lên, có khi trở thành chiếc giường hoan lạc vạn kiếp bắt phục mấy chục năm, cho đến khi đại kim quật khởi, nữ chân nam hạ, nó mới gặp được một người. Người này với khôi đá có duyên, bởi vì hắn cũng gọi là tảng đá lớn, hắn đó là đệ nhất danh quân ngày sau sáng lập triều đình Tây Liêu, gia luật Đại Thạch. Năm đó gia luật Đại Thạch đã lập được công lớn, hoàng đế triệu kiến vào cung, hỏi hắn cầu gì ban thưởng. Gia luật đại thạch nhìn trái nhìn phải, mắt thấy hoàng đế ban tới đều là vàng bạc châu báu, nhớ tới đại địch là Kim Quốc, chính mình lại tới cung bái Hoàng Kim, không khỏi có chút không cách nào có hứng thú. Trong lúc đang nặng nề, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tảng đá lớn dưới chén trà, hắn trong lòng kinh ngạc liền xin Hoàng đế. Hoàng đế cười rằng, ái khanh ánh mắt tuy cao, lại cũng không khỏi thấp vô cùng. Tảng đá lớn chứa một viên hoàng ngọc bên trong, có giá trị hơn vàng, Tuy nhiên vì lớp vỏ cứng và dẻo dai nên khó lấy được mọc ra, có thể nói là không đáng một tấc vàng. Gia luật đại thạch im lặng đáp lại, từ bỏ phong thường, chỉ cần viên đá trở về, gia thần hỏi lai lịch tàng đá lớn, đáp rằng, thế nhân toàn thô tục, chỉ biết đến vẻ đẹp của vàng. Vật ấy có giá trị hơn vàng, lại cũng không đáng một tấc vàng, nó là thánh vật thiên địa độc nhất vô nhị. Sau đó ném nó vào lò lớn, bảy ngày sau chốt mở ra, quả nhiên đã tìm thấy thánh vật phản kim, giải quyết được bí ẩn về sự cộng sinh của ngọc và sắt. Lớp vỏ cứng màu xám không phải là lớp vỏ cứng mà là thiết tinh thần vật thế gian, bên trong hoàng bảo bị lửa đốt cháy, cùng thiết tinh hỗn sinh, cuối cùng thu được thiết lưu thần kỳ vô tiền khoáng hậu, thế xưng thác mạt kim ngọc. Thần đao kim ngọc dao nóng chảy, kết hợp độ cứng của đá và độ dẻo dai thiết tinh, cương nhu tương phụ, đủ mạnh để chạm thiết nứt cương mà không làm lưỡi bị co lại. Kể từ đó, thanh đao quý này trở thành binh khí hộ thân của Tây Liêu Vương, đồng thời phát động đại nghiệp phản kim huy chấn thiên sơn. Nhận mệnh trời ban, tồn tại muôn đời, đây là nguồn gốc của bộ đao đeo trên thắt lưng của thiếp mộc nhi diệt lý, đệ nhất lực sĩ dưới quyền đại hãn. Kim lăng xương khẽ thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía bên hông diệt lý, thấy vỏ đao khảm 12 viên hồng ngọc, xếp thành một vòng tròn, hai ký tự cổ xưa giống nhau lại không giống nhau, minh họa thân phận người tới. Hắn là hậu chủ Tây Liêu, hắc khiết đan, đời sát kim thứ 8, thiếp mộc nhi diệt lý. Không có công chúa mỹ mạo yếu đuối để ức hiếp, trong kiểu chỉ có một hắc vương tử hung bạo lỗ mắng. Tình thế thiên hạ dù khó lường đến mấy cũng không thể đoán trước được, một thanh ma đao tác động toàn cục, lại không biết người này vì sao tới đây gây rối. Kim Lăng Sương khẽ thở dài, hỏi, diệt lý các hạ ban đêm đột nhiên tới, người cũng muốn đoạt đao sao? Thiếp Mộc Nhi diệt lý duỗi thẳng bảo đao, ngạo nghễ nói, ai nói ta thèm muốn ma đao? Kim Lăng Sương ở Tây Vực từ lâu, tự cũng nghe qua truyền thuyết về thác mặt Kim Ngọc và Hắc Khiết Đan, thanh đao này được xưng là vua đao, không chỉ là bảo đao kinh thế, còn là bảo vật gia truyền của tộc khiết đan. Mà đào uy vọng đến đâu cũng không thể dẫn hắn ngàn dặm bôn ba. Huống chi người này nếu muốn đoạt ma đao, võ công của thủ hạ hắn cũng quá tầm thường, khó có thể chống lại tinh nhuệ chấn quốc thiết về. Kim lăng sương ngược lại suy đoán, đột nhiên nói, diệt lý các hạ, ngọc liễn của điện hạ đã tới kinh thành chưa? Ời vừa nói ra, đầu vai diệt lý khẽ nhúc nhích, tóc dài liền tức rũ mặt, nghe hắn nhàn nhạt, nhạt cười nói, ngọc liễn nào. Nàng ngồi lạc đà về, ngay cả lạc đà cũng thầm thích nàng. Nói ngửa đầu cười điên cuồng, thanh thế rất kinh người. Hắc nghịch quỷ trông thấy khí thế này, trong lòng đột nhiên thay đổi, đều nhanh chóng lùi về phía sau. Kim lăng xương ở một bên nhìn ra được một ít manh mối. Hắn liếc nhìn chiêu độ la, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Khó trách tìm không thấy đại nhân vật kia, cũng khó trách các nơi không ngừng truyền đến quân tình, đều nói nàng khi ở phía trước lúc ở phía sau, hành tung trải rộng cả nước, chắc hẳn phải vậy, tất nhiên là do thiếp mộc nhi diệt lý giờ trò quỷ ở khắp nơi. Nếu không phải quân Tây Vực tiến vào được chia thành nhiều tuyến đường thì đâu ra có nhiều kiệu giả xuất quỷ nhập thần như vậy. Mà trên dưới khách điếm lại chằm chằm nhìn người như thế. Ca không cần thiết nói, diệt lý hao tổn tâm huyết, che giấu tay mắt, bây giờ chủ tử của hắn chắc hẳn đã ám độ trần thương thuận lợi tiến vào kinh thành kim lăng sương nghĩ thông suốt điều này cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ nhàn nhạt, nhạt nói quên đi công chúa điện hạ hành tung như thế nào ta quản không được nếu các hạ không phải tới đoạt đao chúng ta hai nhà nước giếng không phạm nước sông thỉnh ngươi tức khắc rời thuyền diệt lý khoanh tay dựa nghiêng đầu thuyền đạm nhiên nói không được ta còn phải chờ một người. Quỳnh Phương lúc này tuy bị bắt, nhưng vẫn còn có thể nghe nói chuyện. Nàng nghe Diệt Lý vẫn đang đợi ai đó, tim không khỏi nhảy dựng, không biết liệu hắn có cũng đang đợi bát mì kia không. Đang suy nghĩ, Kim Lăng Sương đã hỏi thay nàng, các hạ phải đợi người nào, có thể nói không? Diệt Lý khẽ mỉm cười, đưa tay ra chỉ về phía tấm vải đen lớn. Khách điếm thất mã nào biết phúc gì, san để la nhất thời sợ hãi, hét lên, trời ơi. Phía dưới tấm vải đen có người sao? Một đám heo, diệt lý cười khẩy, lắc đầu nói, ta đang đợi thánh ala à của thanh đao này, đã hiểu chưa? Đối phương muốn đợi thánh ala à của ma đao, vừa nói lời này, mọi người đều ồ lên, kim lăng xương lạnh lùng nói, các hạ, hắn chính là kẻ què, ngươi không sợ hắn sao? Kẻ què đầy người đại huyết hồng, có cùng danh hiệu với thiếp mộc nhi đại đế nhưng đại sát kim thứ bảy cũng chỉ là thủ hạ của hắn. Diệt Lý muốn khiêu chiến hắn, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Diệt Lý nghe được lời này, không khỏi cười nói, lời này của Kim Huynh thật là. Ta không phải tới luận võ đánh nhau, sợ hắn cái gì. Kim lăng xương hơi nhướng mày, ồ một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao phải gặp hắn? Diệt Lý cười, nhún nhún vai chỉ về phía trước. Mọi người không thể hiểu được hành vi của hắn, nhưng Kim Lăng Sương trong lòng dùng mình, đã biết Ngân Xuyên công chúa muốn gặp nộ vương. Trưởng nữ của Hoàng đế Tiền Triều là công chúa Điện Hạ Ngân Xuyên, nếu không phải đại trưởng quầy luôn liên tục nhắc không được làm hại nữ nhân này, lúc trước hoa kiệu lên thuyền, Kim Lăng Sương đã không phải hai lần giải đố, càng sẽ không nháo động đến chút nữa lật thuyền, chỉ là không biết nữ nhân xinh đẹp này có mưu đồ gì, lại muốn gặp nộ vương người đầy máu tươi nàng chẳng lẽ không sợ đang sống sờ sờ bị bóp chết sao kim lăng sương thở dài nhớ tới trách nhiệm trọng đại của mình thật sự không thể quản được nhiều như vậy liền nói người đây tiếp đón diệt lý tiên sinh mời hắn vào khoang thuyền để hắn và quỳnh các chủ cùng thường tuyết rốt cuộc muốn đấu võ thường tuyết là giả bắt người là thật diệt lý liếc nhìn quỳnh phương mắt thấy cô nương này tướng mạo đoan chính thanh nhã tuy rằng bị cảm nặng vẫn không giấu được tuyệt sắc, nhịn không được mỉm cười nói, Kim Huynh không hổ tới từ Tây Vực, đối xử rất tốt với người ngoại bang như ta. Kim Lăng Sương nghe hắn thản nhiên nói như vậy mỉm cười, sau đó lần lượt ra lệnh, lão thất tiến lên tiếp đón khách nhân, chấn mộ thú, xoáy kim đằng trông coi đồ vật, cung bì la, sàn để la quét khoang thuyền, một khắc sau đóng cửa. Khách điếm đóng cửa, lữ khách qua đêm tự phai về phòng nghỉ ngơi, nhưng có một tiếng động lớn, thất phòng lại đi ra với cái bụng phệ, nghĩ đến là muốn thu tiền thu phòng. Diệt Lý thấy người này toàn thân mập mạp, còn dương nanh mua vuốt, không khỏi ngạc nhiên nói, trưởng quầy, một tiểu nhị béo như thế này tới đón ta. Khách điếm của các người không phải quá keo kiệt sao? Diệt Lý ngôn ngữ bừa bãi, nhưng Kim Lăng xương còn cuồng hơn hắn gấp 10 lần, lập tức cũng không quay đầu lại, dựng thẳng chiếc nhẫn vàng của mình lên, ra hiệu cho thất đương ra. Kim Lăng Sương giơ ba ngón, ý tứ không khó hiểu, hắn muốn thất đương gia thu thập địch nhân trong ba quyền. Ô oa giống, trong mắt thất đương gia bật ra, hắn xài bước về phía trước, đấm mạnh thẳng về phía trước, tựa muốn đánh địch nhân thành bùn lầy. Diệt lý cả kinh nói, hắc, ngươi muốn đưa ta đến phòng dành cho khách, không phải đưa đến bãi tha ma. Trong miệng nói giỡn, nắm tay lại cũng vung lên. Gió gào thét, một người tiến tới đấm, một người khom lưng tung cú đấm từ trên xuống, cả hai nhìn về hướng đối phương, không tránh hướng công vào chính mình. Võ lâm cao thủ quyết đấu, có điều gọi văn luận võ, ý ở thắng bại phân ra, điểm đến thì dừng. Hương giã tôn phu lại không chú trọng điều này, người một quyền, ta một chân, xem ai đá chết đối phương trước. Mọi người chứng kiến đều thấy hai người liều lĩnh này đang tấn công chứ không phòng thủ, đã đánh đến điên, đều nghẹn hỏng nhìn chân chối không biết trong chốc lát kết cục như thế nào hai tiếng nổ liên tiếp vang lên như tiếng trống một người bị trúng bên ngực trái một người bị trúng bên phải cả hai đều bị trúng vào điểm yếu hại nghĩ đến đều đau đến tâm khảm diệt lý bị đánh vào ngực đau triệt tim phổi hắn cúi người thở dài một hơi giữa mày mở ra khẩy khẩy đầu đầy tóc khóe miệng cười như để lại dư vị vô tận mọi người đều choáng váng chỉ thấy Diệt Lý lấy ra hai viên dược một viên đưa vào trong miệng, một viên khác lại vứt cho thất đương ra, cười nói, ăn đi. Phương thuốc lâu lan cổ truyền, điều trị nội thương có kỳ hiệu. Diệt Lý khí vũ phi phàm, thấy hắn mặc dù có một bảo đao bên hông, nhưng đối phương chưa cầm binh đao, vẫn bất động, chỉ muốn tay không đánh trả, y muốn công bằng. Nghĩ đến người này để cao khi phách của một võ giả, lúc này đưa tới đan dược tuyệt không chứa độc đám người Quỳnh Phương ở bên nhìn, tự cảm thấy ái mộ với khí độ của người này. Thất đương gia nhận đan được, không mở miệng địch ăn, ném thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát thành bùn, quát, gian tặc. Ai muốn ngươi lấy lòng? Chịu chết đi, đang muốn tiến lên động thủ, chợt nghe một giọng nói thanh thúy vang lên, hừ nói, keo kiệt, keo kiệt, không chấp nhận tâm ý của người ta, hai tay có thể dâng trả, há có thể trả đạp dập nát như vậy thật giống như một tiểu cô nương, nóng nảy, người lên tiếng nhanh mồm dẻo miệng, chính là Quỳnh Phương. Nàng tuy bị hắc y nhân áp giữ, nhưng vẫn giỏi ăn nói, đả thương nặng nề thất đương ra. Vài tên hắc y nhân nghe nàng nói có lý, không những không mở miệng mắng chửi, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Nhìn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, nghĩ đến thất đương gia nhân duyên cực kém. Hắn lại quẫn lại giận, tuy muốn phản bác Quỳnh Phương, suy nghĩ nửa ngày lại sức cùng lực kiệt, không tìm được lời nào để đáp lại, chỉ có thể tức giận hét lên, cầu tặc phóng dám ẩm ĩ, Chịu chết đi, thất đương ra tính tình nóng này, ăn nói kém cỏi, mở miệng nếu không phải gian tặc nhận lấy cái chết, thì là tiểu tử xem chiêu, không có ý tưởng gì mới, người này tuy tài ăn nói không sắc bén, nhưng công phu lại cực kỳ sắc bén, một tiếng hô to, chân phải nhảy tới một thước. Chân tới khoang thuyền vỡ ra, đi theo tay trái che trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hữu trưởng tùy thế thong thả đẩy mạnh, là một bộ trưởng pháp cổ sơ. Cánh tay phải sắp xuất hiện, năm ngón tay sắp khép lại, truyền nhìn vào lòng bàn tay của tất đương ra, rồi lại gắn đầy cương khí, ẩn ẩn chấn động không thôi. Diệt lý trong lòng run lên, hắn nghĩ an thiền chế long trường, người này là thiếu lâm tự. Lúc này thiếu lâm phương trưởng chính là linh đỉnh bên dưới chân huyền như thức tứ đại thần tăng mặc dù thất đương ra giấu mặt nhưng lại không giấu được công phu của mình kẻ hèn một trường đánh ra liền đã bại lộ thân phận võ tăng thiếu lâm chỉ không biết người này là linh chân hay là linh huyền diệt lý không có thời gian để suy nghĩ sâu xa lập tức hít một hơi thật sâu ngả người ra sau lại lần nữa lấy ra giá thức câu quyền trông thổ võ công môn hộ tuy nhiều lại ít có đấu pháp câu quyền thất đương ra thấy hắn đổi thang mà không đổi thuốc, rượu cũ nồng nặc, không có quy tắc công thủ đáng nói, không khỏi cười lạnh vài tiếng, ý tứ khinh nhiệt, liền vào lúc này, diệt lý một tiếng giống to, hữu quyền giành trước đánh ra, cố tình đánh về phía lòng bàn tay thất đương ra. Một bên là Trung Nguyên chính thống, một bên là Tây Vực Cổ Tông, Hồ Hán quyết đấu, hai bên giao chiến lần thứ hai, giá thức khiến người sợ hãi như cũ chạm vào mà nổ vang tuôn ra, trường lực hùng hồn, câu quyền hung ác, hai bên quyền trường rằng co, công lực toàn diện quyết đấu. An thiền chế long trường đã luyện tam trọng kính tất kính phá thể, bốc đồng chế áp, trường kính diệt địch là lợi hại nhất. Chỉ cần nghe hơi thở dài của thất đương gia tất kính dây lát bùng nổ, ép tới thân mình diệt lý khẽ lắc lư, thất đương ra gào rít giận dữ một tiếng, thuận thế lại phát đệ nhị sóng khí kình dung lượng rời non lấp biển mà đến, buộc phần thân trên của diệt lý phải ngả ra sau, mồ hôi lạnh chảy ra từ chán. Thiên hạ ngũ đại tông, tâm thể khí thuật thế, thiếu lâm võ tăng không chỗ nào không luyện, đặc biệt tinh thông với thiền định. Khi khí kình ngưng tủ, tựa như cổ tụ tảng đá lớn, khó có thể lay động. Quả nhiên trong vòng vài hơi thở, đôi mắt của tất đương gia thần quang bạo trướng, lồng ngực phồng cao cao, Nghĩ đến nếu bước sóng kình thứ ba được giải phóng, tất như Thái Sơn áp đình Diệt lý ngả người ra sau, mắt thấy sắp bại trận, lập tức vung nắm đấm bỏ chạy, thất đương ra việc nhân đức không nhường ai, thuận thế một trường chụp đi, trường lực chợt đột kích, đập mạnh vào vai đối phương, đánh cho hạ bàn của hắc khiết đan gần như sụp đổ. Diệt lý nhịn đau cắn răng, chờ tay cũng một quyền chém ra, xoát một tiếng vang nhỏ, quyền phong miễn cưỡng sượt qua chất ngực thất đương ra, dưới chân lại thịt 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 mà thối lui bảy tám bước, sắc mặt đã thành trắng bệch. So sánh thực lực của Hồ Hán, ai cao ai thấp, đã là vừa xem hiểu ngay. Nhìn vào tam đại trưởng công của Thiếu Lâm, một là La Hán Đồng La Bạt, hai là Đại Lực Kim Cương Trường, thần kỳ nhất là An Thiền Chế Long Trường, quả nhiên uy lực không giống người thường, thất đương ra thấy chính mình kỳ khai đắc thắng nhìn không được cười ha ha lên, đang cười vui vẻ, chợt nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc, từ ngực lộ ra một đường may lớn như bị dao nhọn cắt, không chờ tay kịp lại nghe lột kéo, ngay cả chiếc mặt nạ đen cũng vỡ làm đôi, lộ ra cái đầu chọc lốc. Mọi người thấy biến cố thay đổi, thiểu thầm kêu một tiếng. Quỳnh Phương lén nhìn, chỉ thấy vị thất đương gia này ước chừng 50 tuổi, đầy mặt dữ tợn, gò má phì phình. Nhìn người này khó coi ghê tởm như thế, cái mũ trùm đầu đen cũng đội sai rồi. Thất đương ra cởi trần, bị ép lộ mặt, tất nhiên là đầy mặt kinh ngạc, hắn sờ sờ gương mặt của mình, cả giận nói, tiểu tử. Chúng ta đã đồng ý đánh tay không, không sử dụng âm đao. Diệt lý lưng đeo bảo đao, quần áo của thất đương gia đã bị cắt xé, nghĩ đến chắc hắn nhân lúc người không đề phòng, lặng lẽ xuất đao, lúc này mới khiến thất đương gia bị thương mắt thấy hắc y địch chúng tâm khinh thường, diệt lý lại chỉ cúi đầu không nói. Rốt cuộc hắn đã bị trúng một trường nặng nề, không được phép nói chuyện trước khi nội tức chưa điều hòa, nếu không máu bầm nội thương, trong chốc lát tuyệt khó tái chiến. Thất đương ra hãy còn quát mắng, Kim Lăng Sương lại đã đi vào hỏi, vừa rồi ngươi sử dụng loại công phu nào, có thể nói cho ta biết không? Thất đương ra cười nói, ta đã dùng một bộ trưởng pháp tên là ngón tay vàng khẽ run lên, sau đó quay đầu chỉ vào Diệt Lý, nhẹ giọng nói, ta không phải hỏi ngươi, ta hỏi hắn. Diệt Lý không biện giải cho chính mình, Kim Lăng Sương lại thấy rõ ràng tình hình. An thiền chế long trưởng xác thật lợi hại, lấy lực so lực, tất nhiên là thất đương ra chiếm thượng phong. Nhưng câu quyền của Diệt Lý cũng rất phi thường. Hắn tuy rằng ăn một trường, lại cũng đưa ra một quyền trí mạng. Khi quyền phong chạm vào cơ thể, cổ tay sẽ rút lại, thay vì va chạm trực diện với kẻ thù, mà là lấy quyền phong rượt qua cơ thể đối phương, vặn hai lần, cuối cùng giải phóng sức mạnh. Dựa vào lực kéo, hắn xé ra một đường trên người thất đương ra, xét về võ học ngoại bang đã là đỉnh cao của võ thuật tay không? Diệt lý thở ra một luồng khí đục, vẫy vẫy quyền cước, nhàn nhạt đáp, đây là sư nha, ta đã học được nó từ một quốc gia cổ xưa ở phương Tây có thể sử dụng chứ? Kim Lăng Sương tuy ở Côn Luân Tây Vực từ lâu, lại cũng không biết sư nha là cổ á thuật phương Tây, bộ quyền pháp này giống như móng vuốt của sư tử để tấn công kẻ thù. Đến nay truyền lại đời sau đã hơn 2.000 năm, xét về lịch sử lâu đời thì chắc chắn không thua kém gì võ thuật thiên trúc. Nghe được tứ đương gia cùng địch nhân nói chuyện với nhau, lại đem chính mình như không có gì, thất đương gia tất nhiên là giận tím mặt, cái gì răng lợn răng chó vừa để nhét vào kẽ răng, chịu chết đi. Đang muốn tiến lên tái chiến, Kim Lăng Sương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng xoay ngón tay vàng, đã nắm lấy chuôi kiếm, nhìn kiếm phong sắp xuất hiện, trong vỏ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, nghe hắn thở dài, lão thất, người đánh không lại hắn, lui ra. Kim Lăng Sương vừa mới thấy được rõ ràng, thất đương ra tuy bằng trưởng lực đẩy lui đối thủ, nhưng quyền kình của diệt lý có gì, chỉ cần khi ra tay lực đạo hơi nặng, sư nha có thể mổ bụng thất đương ra. Đối phương nếu thủ hạ lưu tình kim lăng xương thân là chỉ huy chuyến này, đã là không thể không giao chiến. Mười năm đã qua, chắc lăng chiêu đã chết, côn luân đệ nhất cao thủ là vị kiếm hàn này, hắn công lực đến mức nào, đáng giá tìm tòi đến tột cùng. Kim lăng xương lên đài xin chỉ giáo, lại giống như đánh thất đương ra một bạt tay, quả nhiên hắn giận dữ muốn điên, lấy ra bản lĩnh giữ nhà ra sức quát, nê lê ra. Thất đương ra nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu điên cuồng gào thét, trên mặt tràn ngập hắc tả yêu khí, công kính nơi nơi, tựa như tả ma dáng thế. Mãn chàng hắc y nhân thấy hắn lấy ra tuyệt kỹ áp đáy hòm, đều cao giọng gieo hò ẩm ĩ, hét lên, thần công cấm truyền. Võ lâm bang hội tuy nhiều, chỉ có một môn phái có võ công cấm truyền mà trong đó nhân vật lấy Nê Lê Gia làm thần công hộ thân, cũng chỉ có một người. Không cần phải nói, người này đó là Tông Sơn Thiếu Lâm Tứ Đại Kim Cương, Hồ Trảo Linh chân Nê Lê Gia là kinh thập bát địa ngục, chính là một trong thiên hạ ngũ đại tà công. Thần công hộ thân phát động, thất đương gia cũng tự nói ra thân phận mình, hai bên hắc y nhân rất phấn chấn, kim lăng xương cũng không hề tiến lên can thiệp nữa, chỉ khép tay lại chờ đợi chờ hai bên phân ra thắng bại. Sử dụng tầng thứ 9 của kinh thập bát địa ngục, song trưởng hư hợp, món trỏ, món út huấn luyện tàng nhập lòng bàn tay, đây là một trong những hộ thế bát phương diễm ma thiên đại pháp ấn. Diệt Lý thấy đối phương lấy ra tuyệt học, lại cũng không kinh không sợ, chỉ nhàn nhạt nói, các hạ người mang bí kỹ bất quá ta Tây vực cũng có độc môn cấm truyền, ngươi muốn biết không? Tây vực cao thủ chuyên bằng sức châu đối chiêu hoàn toàn không có đúng mực, nhị vô khí công, há có thuật cấm truyền nào. Mắt thấy mọi người mắt mang châm biếm, diệt lý lại không nói nhiều, hắn kéo ống tay trái lên, hít một hơi thật sâu, tay trái vốn cũng to bằng cánh tay phải, nhưng dưới sự siết chặt nắm đấm và dùng lực liên tục, các cơ bắp săn chắc xẹp xuống, các đường gân nổi lên từ từ, khiến cánh tay trái đỏ nóng lên. Kim lăng xương trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, thuận tay trái thế nhân lấy hữu là chính, tả là phủ, trung ngoại đều vậy. Thuận tay trái cũng không hiếm lạ, nhưng một khi người thuận tay trái có thể rèn luyện tay phải như người bình thường thì quả là điều hiếm có. Diệt lý trước sau lấy tay phải ngăn địch, chứng tỏ tay phải của hắn phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt mới có thể đạt được thân võ công ngạo nhân như vậy. Nhưng nhìn lại, cũng cho thấy cánh tay trái hẳn phải buồn đến thế nào sau khi bị chủ nhân bỏ rơi bị cấm tay trái, bị cấm dòng họ, bị cấm diện mạo. Trước mắt Diệt Lý không chỉ giữ không nổi tay quen dùng của hắn, hắn còn giữ không nổi tên họ huyết mạch, từ nhỏ bị bắt di tông sửa họ, sửa mặc trang phục người hồi, cố gắng lấy lòng người duy ngô nhĩ. Vô số bị hận rót vào tay trái này, một ngày chính quyền tung ra, khi thế sẽ như thế nào? Trước bàn tay trái bị cấm này, thần công cấm truyền ngàn năm có là gì? Diệt Lý là trời sinh bị cấm toàn thân đều bị cấm. Thần công cấm truyền đối chọi với cánh tay trái bị cấm, thất đương ra lấy ra tuyệt học, đã là đầy người hắc tà khí. Diệt lý sắc mặt u uất, ánh mắt nghiêm nghị. Hắc khí tràn ngập, sắc mặt giống như mực thông bắn và nổi sắt, khó coi đáng sợ. Cánh tay sắt đó cháy đỏ, lại như bàn hỏa trụ rồng bay, uy thế bay thẳng lên trời. Gân xanh cổ, hắc khí trướng, hai bên lấy giá thức kinh người vận khí, nghĩ tới là một lần đối trưởng cuối cùng, tất là thế long trời lở đất. Tiếng hô rung trời, hai người đua ra toàn thân công lực, tung trưởng vào đối phương, chân lực chưa từng đối đâm, nhưng bằng khí kình chạm nhau, liền đã kích ra một luồng gió xoáy hướng về phía trước, bức cho mọi người nín thở. Mắt thấy quyền trưởng nối tiếc, thắng lợi sắp phân định, bỗng nghe trên mặt sông rầm một tiếng, lại có một người lao ra khỏi mặt nước. Thế tới nhanh như tia chớp, thoáng nhảy vào khoang tàu thẳng lấy ma đao nhóm quân thứ ba đã đến thế không kịp che tai mọi người đại kinh thất sắc quay đầu lại nhìn chỉ thấy khách không mời mà đến đội mũ chùm đầu thân xuyên hắc sam thình lình cũng là hắc y nhân bất đồng chính là hắn thân thủ nhanh hơn ánh mắt càng chuẩn kẻ hèn như cá chép xoay người vạt eo giữa không trung đầu dưới chân trên đã nhảy ra xa mười trường ngay khi thân pháp siêu phàm này lộ ra tứ đương ra không khỏi a à một tiếng quỳnh phương cũng hô một tiếng nhỏ là hắn là hắn người này càng người ướt đẫm trên người càng kết một lớp băng mỏng không biết đã ở trong nước bao lâu lúc này hai đại cao thủ quyết đấu hắn liền nhân cơ hội lao ra khỏi nước muốn lợi dụng sự phân tâm của hai bên nhất cử đoạt được ma đao người tới mưu tính sâu xa thân pháp càng là khỏe mạnh vô cùng nói đến đã là một kích tất chúng cuối cùng khách không mời mà đến đã đến mãn thuyền quỷ chúng đều ầm ĩ kêu sợ hãi tân trọng hải tới tân trọng hải tới mọi người hãy cẩn thận từng quái vật vụt ra mỗi người người mang tuyệt kỹ ở dường như nơi nơi đều là người què nơi nơi đều là ma vương ma vương nối gót đã đến không khỏi làm người luống cuống tay chân hắc quỷ chúng trong miệng kêu đến kích động dưới chân lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn, ánh mắt tất cả đều lộ ra kinh sợ. Mọi người đột nhiên không kịp phòng bị, ngay cả chấn mộ thú cũng chậm một bước, nhưng thấy diệt lý không thu được quyền, thất đương ra cũng không hồi được trường, chỉ có thể trơ mắt thấy quái khách kia nhào hướng ma đao, hai đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, thoáng chốc tâm ý tương thông, đồng thanh gầm lên, mộng tường. Quyền trường đồng thời chuyển hướng, đánh vào hắc y nhân kia, hắc y nhân mảy may không loạn, ngược lại ra tốc rơi khỏi khoang thuyền, trước quyền sau trường phân tới kẹp sát, hắc y quái khách bật hơi dương giọng song trường đề ngực, liền lấy toàn thân nội kình đẩy lùi hai cổ cự lực. Sát kim đời thứ tám tung tà quyền, thất đương ra ra hiểu trưởng, tam đại cao thủ lấy ra bản lĩnh giữ nhà, để tấn công xung quanh bằng một tay. Tả đánh quái khách, hữu đánh mạng hán, đông cự ma công, tây kháng thần quyền, nhất thời cánh tay thần đỏ lên, lân lân ánh sáng tím, tà khí cấm truyền giáp công lẫn nhau, ba người đều phải chịu hai cổ mãnh lực. Tam đại cao thủ công lực tất địch, rằng co thành vòng, bất cứ nơi nào nội lực đi qua, hắc khí cùng ánh sáng tím tràn ngập, dòng khí tùy tiếng hô mạnh lên, đầu thuyền cuồng phong nổi lên, tấm vải đen lớn không cần phải đưa tay ra nhấc liền bị khí kình cuộn lên bầu trời đêm. Diện mạo chân thực của ma đao cũng vì thế mà hiện ra mà vương hội hợp ma đao, thiên hạ lại sẽ trở thành thế nào? Trong cơn kinh hoàng thất thố, chỉ có tứ đương gia lặng im bất động, hắn nhìn tấm vải đen lớn bay lên trời, không khỏi thở dài, thấp giọng tự nói, đại trưởng quầy, nên tới không tới, không nên tới đều đã tới. Có lẽ một ván này, chúng ta bị trung kế rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn